Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối đầu tuần hôm nay, trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Cổ Nguyệt, câu chuyện có tựa đề là Cấp Bậc Tối Thượng của Cú Man Thọ. Ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện này. Trong một căn phòng âm u ở phía đông sâu giữa lòng thành phố, có một người đàn bà với dáng vẻ vô cùng kỳ lạ, khuôn mặt nhợt nhạt cộng với làn môi thâm xì, nhưng đôi mắt lại sáng quắc, mang theo một luồng sát khí đến rợn người. Ngồi đối diện với bà ta là một cô gái trẻ trung xinh đẹp, người đàn bà đưa cô gái một con búp bê bằng vải, có khuôn mặt nhầu nhĩ cũ nát bà ta nói: "Đây là thứ sẽ giúp cô đạt được những điều cô muốn, cầm lấy và ngày nhớ kỹ những gì tôi đã dặn. Cô gái nhận lấy con búp bê khóe mồi khét cong lên. Cô gái nhận lấy con búp bê khóe mồi khét cong lên một nụ cười đầy thỏa mãn. Ánh mắt cũng không giấu được nét dã tâm vốn có của mình. Cô ta gật đầu mà đáp. Tốt quá, để đúng là thứ tôi đang cần tốt lắm. Người đàn bà nhìn vào đôi mắt của cô gái, bà ta mỉm cười mà mị, khuôn mặt hiện ra một nét gì đó chứ đựng huyền cơ thâm sâu, nhưng không biểu lộ. có nói chuyện của hai người vẫn tiếp tục kéo dài thêm một lúc lâu, cho đến khi cô gái đứng lên dã từ ra về. Con búp bê cũ nát kia đường cô gái gói lại kỹ càng rồi bỏ vào túi sách. Sau đó cô ta lái chiếc xe sang trọng của mình, rời khỏi con phố nhanh trong tâm trạng vô cùng phấn khởi vì sắp đạt được mục đích của mình. Trong căn phòng trắng toát tại một bệnh viện phụ sản lớn nhất thành phố, có tiếng khóc thút thít vang lên của một người phụ nữ. Âm điệu đứt quãng từng chừng như đang rất tuyệt vọng. Cô nói trong tiếng nấc. Anh quyết định như vậy thật sao? Thế còn muốn gì ở tôi? Em không muốn gì cả. Anh đừng vô tình với em vậy được không? Bao nhiêu lần rồi. Tôi dặn cô phải uống thuốc ngừa thai đi cơ mà. Tôi chưa sẵn sàng kết hôn bây giờ thì sao chứ? Nhưng nó là con của anh mà. Nghiệt chủng. Giết nó đi. Nếu không đừng bao giờ tìm tôi cô nghe rõ chưa? Hưng, anh xong nói cô tiết run dày yếu ớt nức nghẹn lên theo từng hơi thở có nhọc cô nhìn bóng lưng của hắn đang dứt khoát dài bước dài ra hành lang của bệnh viện mà nghe tìm của mình đau nhói bốn năm dòng rã ở bên hắn bốn năm tuy không dài nhưng đó cũng là một quãng đường không ngắn với thanh xuân của người con gái cô yêu hắn từ lúc hắn chưa có gì trong tay vẫn còn có một anh chàng họa sĩ nghèo nàn mơ mộng ngày ngày lang thang trên các con đường của thành phố để nhận vẽ chân dung và bán những bức tượng tự họa để mong đắp đổi qua ngày mà sống với đam mê ước mơ cháy bỏng. Cô gặp hắn lần đầu dưới cây nắng trói trang của tiết trời mùa hạ, cô nhờ hắn vẽ một bức chân dung có kèm theo chữ ký của hắn. Cô đùa rằng nếu lỡ sau này hắn có trở thành danh họa, thì cô sẽ là người may mắn đầu tiên có được chữ ký quý giá này. Thế rồi duyên đến như một giấc mơ kỳ diệu của ngay trái tim hòa cùng nhịp đập cô vì yêu hắn mà đánh đổi cả tương lai cả gia đình. Tuổi trẻ nếu mà không thử một lần, sau này khi trưởng thành sẽ cảm thấy hối tiếc. Cô đã nghe đầu đó người ta kháo nhau như vậy, và rồi cô cũng quyết định dấn thân, nghe theo tiếng gọi của con tim và tình yêu mãnh liền của tuổi đôi mươi mơ mộng khở dại Nhưng cô không ngờ sự dấn thân của mình lại quá cuồng si và sâu đậm như vậy. Những bốn năm bên hắn không đòi hỏi không yêu cầu cũng không dành phận đây là lần thứ ba cô mang thai ngoài ý muốn và cũng là lần thứ ba mà hưng lạnh đùng chối bỏ chính đứa ruột của mình hắn luôn viện lý do anh còn trẻ chưa nghĩ đến cái chuyện kết hôn anh chưa có sự nghiệp anh chưa sẵn sàng cho mọi thứ thuyết là một cô gái sống trong thời hiện đại nhưng lại mang một tính cách quá mơ mộng và ủy mị cô quá yếu đuối trong chuyện tình cảm khi lần nào nghe thấy những lý do đó của hắn không đều gật đầu mà từ bỏ chính đứa con còn chưa kịp thành hình trong bụng của mình không một chút phản kháng nhưng lần này không phải vì cô muốn giữ lại để làm khó hắn mà là vì bác sĩ nói do cô phá thai quá nhiều lần cô tử cung đã bị tổn thương nghiêm trọng nếu lần này không giữ rất có thể lần sau cô vĩnh viễn mất đi khả năng làm mẹ cô nghe lời của bác sĩ nói vậy thì vô cùng lo lắng đầu óc dối bời nên mới bấm máy gọi cho hắn Vậy mà khi nghe cô bảo cô đang ở bệnh viện, hắn cũng chẳng thèm hỏi đến lý do. Chỉ bực giọng nói là đang bận cho cuộc triển lãm, kêu cô có gì tự giải quyết đừng làm phiền. Cho đến khi cô nói mình có thai, hắn mới im lặng hồi lâu rồi cúp máy. Nơi tiếng sau hắn mới có mặt tại bệnh viện, còn chưa kịp hỏi han tình trạng sức khỏe của cô thế nào. Hắn đã đùng đùng tức giận, quăng ra một số tiền bảo cô giải quyết cái thai, rồi tự gọi taxi mà về. Hắn còn bận rất nhiều là chuyện không có thời gian dành để ở đây với cô. Vốn dĩ cô định nói cho hắn biết, nhưng hắn cơ bản là không cho cô có cơ hội để nói, hoặc là cô nói đi chăng nữa, hắn cũng chẳng muốn nghe. Lúc này khi còn lại một mình cô ôm chiếc cối vào trong lòng, rồi nấc lên từng cơn nghẹn ứ. Nước mắt chảy dài của lăng lộ trên cả khuôn mặt xinh đẹp của cô, vì yêu mà phải hy sinh đánh đổi quá nhiều. 6 giờ chiều Hưng đang ở phòng triển lãm tranh để giới thiệu giao lưu với giới họa sĩ trong thành phố thì điện thoại của hắn bất chợt giao liên liên hồi. Mặc dù hơi khó chịu nhưng vì nó cứ gieo liên tục cho nên hắn cũng đành mở máy. Khi nhìn giấy số của Tuyết, hắn lập tức nhấn phím nhận và trả lời với giọng cáu gắt. Lại chuyện gì nữa đây? Chẳng phải đã bảo tự gọi taxi về. Nhưng đáp lại hắn không phải tiếng của cô mà là giọng của một người đàn ông xin lỗi anh có phải là hưng không ạ à? ai đấy chúng tôi bên cảnh sát điều tra đang có mặt tại bệnh viện sản Qua. cô tuyết đã nhảy lầu tự sát phiền anh đến hiện trường hỗ trợ vì trong điện thoại của cô tuyết có lưu tên anh là chồng cái gì nhảy lầu tự sát dạ phiền anh nhanh lên à, à, vâng tôi đến ngay hưng vội vàng cúp máy lao thẳng ra xe không kịp nói với ai lời nào phải mất nửa giờ đồng hồ sau hưng mới có mặt tại bệnh viện Sứ sân của bệnh viện lúc này đám đông đang vây quanh nghẹt cứng. Hắn cố gắng luồn lách mới vào được phía trong. Cảnh sát cũng có mặt ở dưới sân để phong tỏa hiện trường. Đồng thời các pháp y cũng đang tác nghiệp bên cạnh cái xác của một người phụ nữ, toàn thân đầy máu. Hộp sò bị vỡ văng ra cả nền đất, cùng vô số những chất dịch bầy nhầy của não. Hưng lúc này mặc dù không nhận dạng được người nằm đó có phải là tuyết hay không, thế nhưng cũng cố chen chân vào hàng rào của cảnh sát. Cho tôi vào trong, tôi là thân nhân của cô ấy. Một viên cảnh sát nghe thấy vậy vội bước tới nhìn hắn rồi hỏi. Anh là Nguyễn Việt Hưng? Vâng là tôi. Anh là gì của cô Hoàng Thị Ánh Tuyết? Ờ, tôi bạn trai cô ấy. Vậy thì mời anh theo chúng tôi và làm thủ tục nhận xác. Cô ấy chết thật rồi sao? Hưng trong giây phút ấy liền đứng lại không vững khi nghe đến hai chữ xác nhận vừa được thút ra từ miệng của viên cảnh sát. Mặc dù hiện giờ cho dù mối quan hệ giữa hắn và Tuyết có ra sao, thì lúc này cô đã chết, đối với hắn quả thực là một cú sốc. Hắn hầu như không thể tin nổi vào điều đó. viên cảnh sát gật đầu nhìn Hưng rồi nói thêm. Nhưng mà trước tiên anh cứ đến nhận diện đi đã, cố gắng giữ bình tĩnh nha. Anh ta đưa tay vỗ nhẹ vào vai của Hưng, rồi đưa hắn vào bên trong khu vực được phong tỏa. Mọi thứ diễn ra trước mắt của Hưng lúc này chỉ có thể dùng ngay từ ám ảnh để diễn tả. Cái cơ thể đặt nát bét đang nằm im bất động kia, đúng thật là tuyết. Hầu như tất cả tứ chi trên người của cô đều không còn nguyên vẹn. Trước khi theo viện cảnh sát vào bên trong để làm thủ tục, Hưng còn trông thấy hai con mắt của tuyết văng ra, nằm lăn lầm lốc trên nền đất. Chẳng hiểu sao mà Hưng lại có cảm giác như đang nhìn mình. Khoảnh khắc đó khiến cho hắn tự nhiên cảm thấy trột giả, sợ hãi hơn là đau lòng lúc này trong một căn phòng kín tại trụ sở của cảnh sát giữa anh và cô anh tuyết có mâu thuẫn gì không tại sao cô ấy lại tự tử tôi không biết chúng tôi vẫn rất bình thường cho đến khi tôi nhận được điện thoại của các anh vậy tại sao cô ấy lại chọn cái chết và tại sao cô ấy lại ở bệnh viện một mình chuyện này tôi tôi thực sự không rõ lý do vì sao cô ấy tự tử còn việc tôi không ở cùng cuối là do tôi có việc bận hưng tự nhiên trở nên ấp úng hai tay đành cháu vào nhau mồ hôi đã ướt đẫm tự khi nào viên cảnh sát đang ngồi đối diện để lấy lời khai Khai nhíu mày nhìn hưng dò xét một lúc rồi anh ta lấy ra một tờ giấy gì đó trong cái kèm hồ sơ đem để trên bàn trước mặt của hắn rồi nói theo kết quả pháp y và hồ sơ bệnh án cô tuyết đang mang thai anh biết chuyện đó chứ vâng ạ tôi biết lúc này viên cảnh sát khẽ gật đầu hài lòng nhìn hắn anh ta đóng tập hồ sơ đứng lên nhìn Hưng. Được rồi, anh có thể về. Khi nào mà có thông tin gì thêm, chúng tôi sẽ cho mời anh hỗ trợ tiếp tục điều tra. À vâng, tôi luôn sẵn sàng. Hưng chồng vô thức kẽ thở vào như vừa chút được cánh nặng tâm lý. Hắn cúi chào viên cảnh sát rồi cũng nhanh chóng bước ra khỏi phòng hỏi cung. Vừa bước xuống chỗ để xe, điện thoại của hắn lại gieo lên liên tục. Chỉ thấy số đang gọi đến hiển thị một cái tên vô cùng quen thuộc hắn vội vàng bắt máy xong rất ân cần anh nghe em yêu ở đầu dưới bên kia lập tức vang lên tiếng của phụ nữ vừa trong trèo vừa ngả ngớn tối nay anh có đến không em nhớ anh lắm anh đang có việc cần giải quyết chắc phải vài ngày nữa mới xong cưng dáng chờ anh nhé việc gì em không có chịu đâu tôi anh đến với em đi hương vừa mỉm cười khi nghe thấy giọng điệu nũng nịu kia ngoan đi xong việc anh đến ngay mà chắc cũng không cần đến nữa sau nói của người phụ nữ kia lại vang lên Lần này có vẻ như giận dỗi và khó chịu Anh nói vậy là sao Anh bỏ em à Hưng biết thừa phản ứng cô ta Cho nên anh chóng vỗ về bằng một giọng cười dịu dàng Anh nói thật chứ Thật Hưng lúc này đoán chừng cô ta đang rất vui Nghe hắn nói được giọng cười thò thẻ Của cô ta thấp thoáng gần đầu xi si bên kia Hắn ta mỉm cười rồi nói tiếp Vậy nghe anh còn việc Gọi lại sau cho em Dạ yêu anh Hưng khẽ hôn lên vào chiếc điện thoại rồi vội vàng mở cửa xe. Bước lên lái thẳng rời khỏi đồn cảnh sát với một tâm trạng vừa nhẹ nhõm nhưng cũng vừa dối bời khó tả. Lúc này trong một căn hộ khá hẹp ở ngoài ô thành phố, trong căn phòng âm u thiếu ánh sáng có bóng dáng của một người con gái, trên tay cầm một con búp bê bằng vải có khắc tên ai đó. Cô ta cầm con búp bê lên ngắm nghía rồi tự mỉm cười một mình, Hơi thở của cô ta vào vào con búp bê Các khuôn mặt trông vô cùng kinh dị Rồi khẽ thì thầm Làm tốt lắm Người con gái vừa nói chuyện với Hưng là Vi Người tình của hắn Hai người quan lại với nhau cũng gần được một năm Tất nhiên chỉ là lén lút sau lưng của Tuyết Vi gặp Hưng sau một buổi tối Tại phòng triển lãm tranh Và hai người nhanh chóng nảy sinh tình cảm Khi Vi nổi tiếng là một cô tiểu thư nhà giàu Ngoại hình cũng khá nổi bật hưng vốn dĩ lúc đầu cũng chỉ muốn giao lưu nhưng chẳng hiểu sao càng gần vi hắn lại càng bị sức hút của ả à lôi kéo quyến rũ rồi dần dần hắn cũng càng yêu vi sâu đậm không cách nào có thể dứt ra được còn vi thừa biết hưng đang chung sống với người yêu nhưng ả à vẫn bất chấp điều đó người ta thường hay nói hết nghĩa còn tình có lẽ chính vì điều đó mà mặc dù tình cảm đối với tuyết đã dần phai nhạt theo thời gian nhưng hưng vẫn cố gắng ở bên cô tìm cơ hội thích hợp để nói lời chia tay. Dù cho bao lần dưới sự tác động của Vi, nhưng hắn vẫn còn ngập ngừng, có lẽ lương tâm còn đang cắn rứt. Buổi tối hôm ấy, Vi lái xe đến một con hẻm nhỏ trong nội ô của thành phố. Đèn đường hiu hắt mập mờ như chính cuộc tình không rõ trong sáng giữa hai con người của họ. Vi dừng xe lại tại một căn nhà nhỏ, cánh cầm được bao phủ bởi những hoa giấy rậm rạp à bước xuống xe trên tay còn mang theo một cái túi nhỏ. Sau khi đứng bên ngoài gọi điện thoại thông báo, thay vì bấm chuông, cánh cầm được từ từ mở ra. Phi vội lách người vào bên trong theo chân của một người phụ nữ rồi dần khuất bóng. Đây, tôi trả lại cho bà, bây giờ tôi không cần nó nữa. Phi đặt cái túi liên bàn đầy về phía người phụ nữ, cầm mái tóc xoăn dài phủ kín bên nửa mặt rồi ngồi đối diện với mình. Nhưng bà ta lại mỉm cười đưa một bên mắt nhìn Vi rồi trả lời Nó bây giờ thuộc quyền sở hữu của cô không thể trả Vì khẽ nhíu đôi chân mày là liễu sắc nét của mình Tỏ vẻ khó hiểu nhìn người phụ nữ kia rồi nói Bà nói vậy là sao? Chẳng phải xong việc rồi đấy thôi Bà ta liền ung dung đưa đôi bàn tay gần quốc trắng giã của mình Để cây túi trên bàn về phía của Vi Rồi liền nhẹ giọng mỉm cười Đúng vậy vì nó đã hoàn thành xong nguyện vọng của cô Nên bây giờ nó sẽ theo cô Cho đến khi là tìm được chủ nhân mới Chứ không phải ta Bà nói sao Nghĩa là bây giờ chủ nhân của nó là cô Cô phải nuôi nó cho đến khi Mà cô tìm được người thay thế Người thay thế phải có dã tâm Chấp nhận dùng máu của mình để đánh đổi Giống như cô vậy Vì vừa nghe xong lời nói Của người phụ nữ thốt ra Thì cũng lờ mờ hiểu được phần nào A liền chậm rãi lấy cái túi lôi thứ bên trong giờ ngắm nghía. Đó là một con búp bê được làm bằng tấm vải liệm của người chết. Tóc của nó cũng được làm bằng tóc của người chết. Khuôn mặt con búp bê được tô vẽ bằng máu. Nó tạo ra những đường nét ngoài ngoạc trông vô cùng kinh dị. Vì làm bạn với nó được một thời gian cho nên à cũng đã quen. Ngắm nghĩa một lúc vì mới bỏ con búp bê vào lại trong chiếc túi rồi nhìn người phụ nữ kia mà nói. Vậy làm sao để tìm được người thay thế chứ? Mà nếu như không tìm được thì sao? Thì cô sắp phải nuôi nó cho đến hết đời. Đó là cái giáo phải trả mà ngay từ đầu ta đã nói. Cái phụ nữ kia vừa trả lời Vi, vừa mỉm cười một cách đầy bí ẩn. Bà ta gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn ngân nga một thứ âm thanh vang vọng kỳ lạ, khiến cho Vi bất giác cảm thấy mụ mị và chóng váng. À vội vàng ôm lấy cái đầu vừa đứng lên tỏ ý muốn ra về, bà ta chỉ mỉm cười phẩy tay tỏ ý không tiễn phi cầm theo chiếc túi vừa xoay lưng định bước đi ra cửa thì dòng của người phụ nữ lanh lành cất lên nói vọng vào nhớ mỗi ngày một giọt máu tươi nếu không cô sẽ phải nhận lấy hậu quả đấy vì không quay lại nhìn bà ta mà chỉ nhách mép với thái độ xem thường đống y như bản chất cô ả à rồi đi thẳng ra ngoài lấy xe thẳng về nhà hưng sau khi lo xong hậu sự cho tuyết thì cũng giữ đúng lời hứa với Vi để đón về ở cùng. Nhưng vì Vi là một cô tiểu thư con nhà giàu đã quen sung sướng, à ta nhìn căn hộ của Hưng thì tỏ ra công vừa mất liền biếu môi lên rồi nói. Chỗ này cũng ở được sao, ba mẹ em có một con biệt thự bỏ trống, hay là chúng ta dọn về đó ở đi? Hưng nghe vì nói như vậy thì liền lắc đầu. Không được, lỡ như mà ba mẹ em biết sẽ nói anh lợi dụng em đấy, anh không thích như vậy đâu. Nghe Hưng nói như vậy, Vi liền đáp. Ôi dạo ơi, ba mẹ em ở nước ngoài có về đâu mà lo. Đi nhà anh yêu. Chẳng hiểu sao ở bên cạnh Vi, Hưng dường như không còn là chính bệnh nữa. Hắn luôn nghe theo lời của ả à một cách tuyệt đối. Và yêu ả à một cách sâu đậm. Thế tình cảm mà trước nay, Hắn chỉ dành cho một mình tuyết mà thôi. Vậy là Hưng cũng gật đầu đồng ý. Nhưng hắn lại bảo cứ từ từ mà dọn vì hắn cần thời gian để lo cho xong buổi triển lắm tranh quan trọng vì cũng không nói gì ngày hôm đó ả à ở lại trong căn hộ của hưng và tuyết đã từng chung sống đêm sau khi hưng đã ngủ say không còn biết gì nữa vì cái ngồi dày rón rén đi tới bên chiếc tủ quần áo lấy ra một chiếc giương bên trong giường chính là một con búp bê ma mị đang mở chừng mắt nhìn à, chẳng những công đế làm sợ vì còn ôm ấp nó vỗ về thì thầm bằng thức giọng điệu ngọt như với tình nhân. Xin lỗi vì để mày phải chờ, đói rồi hả? Rồi à, cắn lấy một cái thật mạnh ở đầu ngón tay cho dì ra một ít máu, rồi nhanh chóng cho vào miệng con búp bê. Thật là kỳ lạ con búp bê như vừa hút lấy máu từ tay cô ả, à, thì liền lập tức tay của Vi trở lại hoàn toàn bình thường, không hề để lại bất cứ một dấu tích nào. Đó cũng là cái cách mà ả à nuôi con búp bê đó trong vòng nửa năm nay ngày ngày đều cho nó uống máu của mình mà chưa bao giờ bị ai phát hiện. Xong xuôi vi liền chậm rãi quay lại giường ngủ kế bên, à bất giác kẽ nở một nụ cười của người chiến thắng kỳ nghị tới tuyết. Hôm nay Hưng có việc phải đi tỉnh mấy ngày, lo vi ở nhà một bình buồn cho nên hắn có nói à sang nhà bàn chơi để hắn về, thế nhưng vì cũng chỉ ầm ừ mà không có trả lời. Nghĩ rằng cô ta ổn cho nên nừng không có lo nữa mà chỉ ôm môn người tình của mình trước khi lên xe để rời đi. Phi ở nhà một mình từ sáng đến tối, hầu như đều dành thời gian để đàn đúng bay nhảy cùng với những người bạn của ả. À. Tới khuya mới ngất ngường lái xe trở về nhà trong tình trạng say khứt. Đêm cũng như vậy, Phi đã bồ khú bếp nhà cùng hội bạn trong vũ trường, rồi mới liêu siêu lê tấm thân mềm nhũn lái xe trở về nhà. Lại hoài mở kính cửa hoài chẳng được, Bực mình à, liền dùng chân đá một phát vào cửa rồi miệng lào bầu. Mẹ nó chứ. cây nhà gì mà như lồng chuột vậy. Không vì anh Hưng ta đã đốt luôn đi rồi. Bực mình quá. Phải mất hơn 2 phút sau. Vì lúc này mới mở được cánh cửa. Nhưng vì do à ta bị say. Cho nên cha máy chìa khóa không vào. Vì đi thẳng một mạnh vào phòng ngủ rồi nằm sóng xoài ra trên giường chẳng buồn tắm. Hôm nay à nốc một lúc ngài chai rượu mạnh. Giờ có thể cứ lâng lâng như đang ở trên mây Nằm được một lúc thì ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Đến khi nghe tiếng chuông điện thoại reo liên inh ỏi bên tai, Vì liền mơ hồ chẳng tỉnh. Với tay lấy một cái túi sách trong trạng thái còn vật vờ vì men rượu, vi lục loại trong túi sách lùi ra chiếc điện thoại rồi bấm lên để xem xét. Quái lạ, không có cuộc gọi nhớ nào cả. Vì lúc này mới đưa tay lên rồi mất mở vào nhật ký cố xem lại một lần nữa, vẫn không hề thích thông báo cô gọi nào đến. Nghĩ rằng mình mơ ngủ cho nên nghe nhầm, vì bực bội vứt điện thoại xuống giường rồi lăn ra ngủ tiếp. Nhưng vừa nằm xuống ngàn lại nghe tiếng chuông điện thoại vang lên. Lần này Vi nhanh chóng lấy cái hộp điện thoại lên để kiểm tra. Thế nhưng lạ thay, màn hình vẫn còn tối đen, còn tiếng chuông thì vẫn còn đang phát ra ở đâu đó. Thậm chí lúc này cũng đã tỉnh táo được phần nào, vi lật đật chạy vội xuống giường để tìm kiếm tiếng chuông vẫn còn vang lên đều đều khiến cho vi có chút bối rối tự hỏi chẳng lẽ anh ấy để quên điện thoại ở nhà nhưng rõ ràng tiếng chuông kia không giống với tiếng chuông của ngưng mà nó chính xác giống nghề tiếng chuông của vi nếu gặp những người con gái khác có lẽ trong trường hợp này đang hét toáng lên mà chạy ra khỏi nhà nhưng vi thì lại khác vì ả à đã quen với những thứ ma mị như vậy kể từ khi nuôi con búp bê kỳ dị kia và tự nhận mình là mẹ của nó thì à đã quen với cảm giác quái đàn như vậy vì dòng ta lên nghe cho thật kỹ thì bất ngờ hoàng hốt khi nhận ra tiếng chuông từ trong chiếc tủ quần áo và lý do mà à hoàng hốt là vì nhờ vậy à mới chợt nhớ sang hôm nay à quên mất không cho con búp bê ăn vì luống cuống sắn tay áo lên cao rồi mở cửa tủ lột cái dương ra ngoài nhưng vừa mở kính cửa tù thì một cảnh tượng nhanh chóng đập vào mắt trông vô cùng kinh dị con búp bê không biết từ khi nào đã bò lồm cồm ra ngoài một góc trên miệng của nó còn gặm một con cá sống vẫn còn đang dấy giụa không ngừng máu mè loang lổ vì hoàng hốt bế nó ra rồi ngồi thụp xuống sàn nhà đưa tay gỡ con cá ra khỏi miệng là con cá cảnh của hưng nuôi ở trong bể không hiểu vì sao mà nó lại nằm trong miệng con búp bê kia Phi ôm lấy con búp bê dỗ dành bằng một giọng điệu cưng đựng Con nhỏ của mẹ mẹ xin lỗi. Mẹ đã vô ý quá nên quên mất không cho con ăn. Đừng có giận nhá. Nói rồi à liền nhanh chóng cắn vào đầu ngón tay của mình một cái thật mạnh để cho máu dì ra từng giọt. Rồi lập tức nhỏ vào miệng của con búp bê đang có khuôn mặt cáu giận kia. Con búp bê vừa chạm vừa đường máu tươi thì lập tức hút lấy thật mạnh. Mạnh tới nỗi mà Vi cảm giác được đầu ngón tay của mình đang rất đau. À cố gắng chịu đựng để tránh không làm phật ý của nó vì à biết. Nó thuộc về một thế giới vô cùng đáng sợ. Mà khi đã dẫn thân vào thì không còn đường lui. Sau khi con búp bê đã hút máu từ ngón tay của Vi, những tưởng như vậy đã là xong. Thế nhưng lần này nó vẫn còn chưa chịu dừng lại. Nó trần tròn mắt đỏ ngầu nhìn Vi nhưng muốn tiếp tục hiến máu vì biết nó muốn gì cho nên ôm vào lòng thủ thỉ Sao vậy con giận mẹ sao Con búp bê tiếp tục cự quầy trong bàn tay của Vi Nó không có chịu yên Cuối cùng à cũng đành chịu nó À liền gắn tay vào đầu ngón tay khác Rồi mò máu vào trong miệng của nó Cho đến khi nó chịu im hẳn Vì buồn nó ra để lại trong cái dương rồi đóng lại cẩn thận À ôm lấy mấy ngón tay đầu đớn của mình rồi vội vàng chạy đi tìm đồ băng bó vì lần này không hiểu sao vết thương dù đã vì lần này không hiểu sao mà vết thương mặc dù đã cho nó thỏa mãn nhưng vẫn còn máu gì ra không có chịu lành xong xuôi à nằm vẫn ra giường rồi thở dốc tuy đã quen với sự có mặt của nó nhưng mà chẳng hiểu sao lúc này vi lại cảm thấy sợ vắt chán chắn suy nghĩ một hồi cuối cùng thì vi bật dậy nhìn chăm chăm vào chiếc tủ quần áo trong bụng rồi thầm nghĩ không được, mình không thể để nó thao túng mãi như vậy, phải tìm một cách nào đó thôi. Nói rồi à liền nhanh chóng đến chiếc điện thoại nhắn tin cho ai đó mà không dám gọi. Nhưng vì đâu biết được rằng, phía bên trong cái tủ quần áo có một dòng cười mà quái đang phát ra mà ai à chẳng thể nghe thấy. Đây mới chỉ là sự khởi đầu mà thôi. Sáng hôm sau, vi vội vàng lái xe đến nhà cô bạn thân của mình tên là Ngọc vừa vào nhà đã nhanh chóng kéo Ngọc ngồi xuống. Sao rồi? Cái chuyện tao nhờ mày mày lo xong chứ? Ngọc liền chậm rãi cười tỏ ý không vội mà còn từ tốn lấy một ly nước để trước mặt của Vi. Sau đó thì chậm rãi trả lời. Xong rồi, bà cô này nổi tiếng phải tốn không ít tao mới đặt được hẹn cho mày đấy. Vì nghe Ngọc nói như vậy thì biết ơn con bạn của mình, à liền tăng lưỡi liềm Ngọc. Tiền bạc không thành vấn đề, mày thử biết tao mà. Ngọc nghe vậy thì đáp Thì tao cũng chỉ nói cho mày chuẩn bị thôi Ai chẳng biết mày là con của đại gia chứ Ngồi uống nước đợi tao thay đồ Tao dẫn mày tới đó Ngọc nguyết vi một cái rõ dài Giờ liền toàn đứng lên đi vào trong Nhưng tự nhiên lại nhớ ra một điều gì đó Ngọc thùng thình quay xuống nhìn vi rồi nói Mà này Chẳng phải mày bảo nó tốt lắm hay sao Mày muốn gì nó cũng đáp ứng kia mà sao lại vợ nghe thích câu hỏi của Ngọc thì trong đầu của ả à lại hình dung ra con búp bê với một khuôn mặt cáu giận và trong mắt trần ngược lên nhìn mình. Tự nhiên bàn tay đang cầm gốc nước thoáng chút run rẩy ai nhìn Ngọc rồi trả lời. Ta cũng không biết nhưng mà tao không muốn sống cùng nó nữa mệt mỏi lắm. Nhưng mà tại sao? Chẳng phải mày nói nó đã giúp mày lấy được trái tim của Hưng, còn cả... Ngọc nói đến đây thì đột nhiên dừng lại, nhìn vào khuôn mặt của Vi Phần đứng, vì biết thừa cô bạn của mình đang ám chỉ điều gì Thế nhưng không trả lời mà chỉ ngước đôi mắt thâm quần mệt nhọc Nhìn lên Ngọc rồi dục Thôi mày đi thay đồ đi, nhanh lên, tao sốt ruột quá Vậy thôi mày ngồi đây đợi tao một lát Ngọc mím môi khét thở dài rồi đứng lên vào trong thay quần áo Phải mất hơn nửa giờ sau thì cả hai mới ra xe của Vi Rồi lần sau địa chỉ trong tờ giấy Khi trên tay của Ngọc để di chuyển nơi mà hai người dừng xe là một con hẻm khá chật hẹp nằm lọt thỏm bên trong nội ô của thành phố ngọc là người đặt cuộc hẹn này cho nên khi vừa xuống xe cô ta đã nhanh tay gọi điện thoại cho người cần gặp sau khi nhận được tín hiệu đồng ý thì cả ngay mới theo chân của một người phụ nữ đoán là người giúp việc vào bên trong ngôi nhà cũng khá là cổ kính còn có chút gì đó đầy bí hiểm người phụ nữ giúp việc dẫn ngọc vào vi vào bên trong một căn phòng chẳng lấy gì làm sáng sủa. Cửa bị đóng kín chỉ trở lại một lỗ thông hơi vừa đủ để cho không khí có thể nuôi sống được một vài vật thể. Ngồi trước mặt hai người là một bà cô cá lớn tuổi, nhưng cách ăn mặc lại vô cùng diêm rú, cộng thêm lớp trang điểm khá dày và lòe lẹ loẹt cho nên chồng cô ta cứ như một con búp bê bị lỗi. Không hiểu sao nhưng mà khi nhìn vào người đàn bà ở đối diện, vì lại nhớ đến con búp bê ở nhà rồi thoáng dùng mình sợ hãi. Bà ta tự nhiên chợt mỉm cười rồi nói: Phản vật trong chốn nhân gian này đều có linh tính cả, thứ muốn đi thì không cần phải đuổi, còn nếu muốn có ở đuổi cũng vô dụng thôi." Vì khẽ nhíu mày khi nhìn thấy bà ta vừa thốt ra những lời khó hiểu kia, Ngọc lúc này kéo tay cổ vi chậm rãi bước tới, ngồi xuống trước mặt của người đàn bà rồi giới thiệu. Dạ chào cô, đây là bạn của cháu hôm qua cháu có nói, ta biết rồi, ngồi vào đi người đàn bà đó không để cho ngọc nói hết câu đã nhắm mắt nhìn vi mỉm cười như đã hiểu vì lúc này chỉ mong rằng vì cứu tinh nào đó giúp mình giải quyết được con búp bê cho nên tâm trạng cũng vô cùng sốt ruột à không đợi bà ta hỏi mà đi thẳng luôn vào vấn đề dạ thưa cô chắc cô có nghe qua chuyện của cháu vậy cháu xin phép hỏi có cách nào giải quyết được không ạ à? người đàn bà không vội trả lời Vi mà đưa tay vuốt lấy sợi tóc mai làm duyên một lúc rồi bà ta chỉ lắc đầu vài cái rồi nói không ơ ờ, sao vậy à chẳng phải người đàn bà lúc này trông thấy độ hốt hoảng của Vi thì liền tiếp tục vuốt mái tóc mỉm cười duyệt lên tiếng ta nói chưa xong không hẳn là không có cách nhưng mà cách này hơi khó vì nghe vậy thì liền nói nhanh cô cứ nói đi khó đến mấy cho cung cố miễn sao có thể thoát khỏi được nó vì vừa nói vừa nhớ lại con búp bê bất giác thoáng dục mình ả à đưa ánh mắt cầu khẩn nhìn người đàn bà bà ta khẽ mỉm cười sau đó từ tốn lên tiếng cái thứ đó cô đang giữ ở bên mình nó được gọi là Kumantong, nhưng ở cấp bậc cao nhất nó có thể đi lại có thể nghe nói nó mạnh đến mức thậm chí có thể giết người vì nghe đến đây thì khuôn mặt bỗng nhiên trở nên tái mét nhưng chỉ trong thắng giây thôi rồi lại hít vào một hơi thật sâu điềm tĩnh nhìn người đàn bà rồi hỏi cô cô cũng biết sao à lúc này ngọc mới khẽ huých vào vai cô vi rồi nhắc kìa sao mày lại hỏi vậy cô là thầy cô không biết thì tao tìm gặp cô cho mày làm gì mày hoài thừa thế vì bóng ngỡ người lên à khẽ à đi một tiếng rồi vội vàng cúi đầu trước mặt của người đàn bà rồi nhẹ giọng ấy chết con xin lỗi con quên mất mong cô bỏ quá cho con Người đàn bà lúc này liền khoát tay trầm giọng rồi trả lời Không có sao đâu Ta vốn không có bận tâm Vì lúc này vội vàng chộp lấy cánh tay của người đàn bà Khuôn mặt khẩn trương nhìn bà ta rồi nói Vậy cô có cách nào để giúp cháu không ạ? À? Người đàn bà vẫn giữ một nét mặt lạnh lùng Bà ta tác phòng có chút trầm rãi như kiểu Đang rất thản nhiên với lời nói của Vi Sau một lúc mới từ tốn nói tiếp Cách thì có Thế nhưng mà nuôi cô man thong thì cô cũng biết về việc trao đổi. Nó có thể giúp cô đạt được mục đích mà cô cần. Giết người mà cô muốn. Thế nhưng mà cuối cùng cô cũng chỉ là người phục tùng nó. Phải nuôi nấng thờ phụng cho nó đến chết. Và cũng đừng có mong có thể dựa vào bất cứ thế lực nào để có thể xua đuổi được nó. Bởi khi nó đã ở trong nhà hoặc ở bên cạnh cô thì ra tiên dòng họ đều bị nó chặn cả. Ngay đến đây thì Vi bắt đầu thắng dùng mình sợ hãi khuôn mặt của ả à tật tái xanh bàn tay kéo bấu chặt cánh tay của người đàn bà khẩn khoản cầu xin vậy cháu phải làm sao đi hà cô cô làm ơn giúp cháu với người đàn bà lúc này tự nhiên khẽ gật đầu rồi bà ta bỗng nở một nụ cười ma mị nhìn vi rồi nói ta đã bảo rồi vạn vật ở trên đời này đều có linh tính cả ống hồ chi đây là loài bùa chú thụng về yêu tinh ma quỷ vô cùng đáng sợ nó có thể giúp cô đạt được mục đích và cũng có thể quay lại cắn cô bất cứ lúc nào nếu như cô không cho nó uống máu hoặc làm điều gì đó mà vật lòng của nó. Người đàn bà nói đến đây thì im lặng vài giây, đoàn ngước mắt lên nhìn Vi rồi mỉm cười nói tiếp. Thứ cho ta nói thẳng, cô đã chấp nhận nuôi nó và chấp nhận đánh đổi sự tự do để được những gì mà cô muốn. Giá tâm của cô cũng không hề nhỏ đâu, vì vậy mà ta cũng có cách giúp cô không còn làm nô lệ cho nó nữa. Nhưng mà ta nói trước nha Cách này ấy, bắt buộc phải giết người Cô có sợ không hả Cái gì ạ Lại là, là giết người sao hả? Người vừa lên tiếng đó là Ngọc Không phải là Vi Cô ta há hốc miệng nhìn người phụ nữ kêu lên Với một dòng điệu vô cùng hoảng hốt Sợ dĩ ngầm dùng từ lại giết người Là vì cô ta biết sự thật Về cái chết của tuyết Là do bàn tay của Vi gây ra Chính nhờ vào con búp bề mà quỷ ấy vì thì ngược lại khuôn mặt của ả à bình tĩnh đến đáng sợ ả à liền gật đầu lạnh lùng nhìn người phụ nữ trả lời bằng giọng lạnh giá được cô cứ nói cách chỉ cần có thể đuổi được nó đi việc gì cháu cũng có thể làm cả ngọc nghe thấy câu trả lời của vi thì vội níu lấy cánh tay của ả à trợn mắt lên vì mày điên sao? giết người là giết người đó mày có hiểu mày đang nói cái gì không ạ à? nhưng vi lại giật mạnh cánh tay à quác mắt lên để nhìn ngọc Khuôn mặt đỏ bừng tức giận trả lời Về mày nói bây giờ ta phải làm sao Ta không muốn làm nô lệ cho nó nữa Ta đã quá mệt mỏi rồi Đôi mắt của Vi trần ngược lên nhìn Ngọc Trong vô cùng đáng sợ Làm cho Ngọc cảm thấy sợ hãi Vội im bặt mà không dám nói thêm Bất cứ một lời nào Người đàn bà lúc này mới nhẹ mỉm cười Nhìn Vi rồi trầm giọng lên tiếng Cô quyết định đi ta không có ép Bởi vì trong cái chuyện này Ta cũng chẳng được lợi lộc gì cả mà có khi lại còn bị mang nghiệp. Thấy cô hữu duyên cho nên ta chỉ muốn giúp đỡ mà thôi. Người đàn bà nói xong thì lại cười. Nụ cười của bà ta lúc này tự nhiên méo mó, chẳng khác gì con búp bê nhào nát trông vô cùng quái dị. Phi không hiểu được tại sao khi nhìn thấy nụ cười của người đàn bà bí hiểm này thì đầu óc trở nên bộ mị. À ta hai mắt lờ đờ rồi nhanh chóng gật đầu, cất giọng đều đều trả lời. Được, cháu đồng ý, cô giúp cháu với. Người đàn bà lúc này liền trầm dòng nhưng lại nhìn sang Ngọc. Vậy thì cảm phiền cô đây có thể ra ngoài. Ta chỉ muốn nói chuyện này cho một mình người muốn tháo gỡ thôi. Ngọc còn chưa kịp lên tiếng phản đứng. Thì vì ta nhanh miệng à ta nhìn Ngọc rồi dục Mày ra ngoài đi. Khi nào xong việc tao sẽ ra. Thế nhưng mà... Được rồi. Mày đi ra ngoài đi. Vì gắt lên với một âm điệu lớn khiến cho Ngọc thoáng bị giật mình. Rồi vô thức gật đầu. Sau đó đứng lên bước vội ra ngoài. Ở trong căn phòng u tối lúc này, người đàn bà bỗng nhìn đánh mắt trở nên đục ngầu. Bà ta lấy ra thêm một con búp bê bằng vải đi cho Vi rồi nói. Đây sẽ là thứ giúp cô chống lại con quỷ mà cô đang nuôi. Con này cũng được gọi là con cô mang thong, nhưng mà nó lại chưa được khai mở sức mạnh bởi vì nó còn thiếu đi một thứ. Vì nghe hết câu nói của người đàn bà đang vội vàng cầm lấy con búp bê, đặt lên trên tay ngắm nghĩ đó là một con búp bê được làm bằng vải điểm nhưng con mặt của nó lại đen xì, kiểu quái không giống với con búp bê mà Vi đang nuôi dưỡng. Vi ngắm nhìn một lúc thì mới khẽ ngước lên nhìn người đàn bà à lên nhíu mày. Cái này phải sử dụng thế nào hả cô? Người đàn bà lúc này từ tốn. Nó cần một thứ để có thể phát huy được sức mạnh của mình. Và thứ đó chỉ có cô mới có thể làm được. Bởi vì nó sẽ nghe theo lệnh của cô mà thôi. Lại nghe lời của cháu sao? vậy thì có khác nào với con quỷ mà cháu đang nuôi ở trong nhà không lẽ tiến con này đi lại dứt thêm một con khác về như vậy thì cháu tới đây làm gì chứ người đàn bà lúc này liền xua tay mỉm cười không phải chuyện này ta có thể cam đoan với cô con quỷ linh nhiên này của ta sẽ rời đi khi nào mà hoàn thành xong nhiệm vụ chỉ cần cô thực hiện xong một nghi thức nhỏ nhỏ ta tự có cách kêu gọi nó về vì nghe xong thì cũng thở vào một cái Hạ à liền gật đầu khuôn mặt từ từ rắn ra Rồi dần trở nên lạnh giá Nhìn người đàn bà rồi hỏi Vậy có cần thứ gì để có thể phát huy sức mạnh? Máu của cô và tim của người có bắt tự thuần âm Cô nói rõ hơn một chút được không? Người đàn bà lúc này cái lít mắt sắc như dao nhìn vi Bà ta liền tiếp tục nói Tức là cô phải tìm cho được một người có bắt tự thuần âm lấy tim của người đó mang đi luyện cùng con quỷ linh nhi này trong vòng bảy bảy ngày cách thức luyện công rất dễ chỉ khó ở việc tìm được người mong muốn sau khi luyện xong cô chỉ cần lấy máu của mình vẽ một chữ sát lên trên ngực của nó nó sẽ giúp cô đánh bại lệ con quỷ mà cô đang nuôi dưỡng bên cạnh mình Cách luyện này nhằm mục đích chiều hồi sức mạnh của bùa chú cô Man Thong đến bậc tối thượng. Nó sẽ vô cùng lợi hại nên con quỷ của cô không phải là đối thủ của nó đâu vi mặc dù còn chưa tin hẳn nhưng lúc này ngoài người đàn bà này ra ai chẳng còn biết trông cậy vào ai cho nên cuối cùng đành phải gật đầu được cháu hiểu rồi nhưng luyện bằng cách nào người đàn bà đưa cho vi một mảnh giấy nhỏ bà ta nói rằng người trong đó có chỉ dẫn mọi cách thức để luyện bùa quỷ linh nghi nếu muốn có được sức mạnh cấp bậc cao nhất có thể nói nó chính là loại mạnh nhất trong các loại dòng bùa chú ở thể loại cung man thoang này mà không phải ai cũng biết. Kể cả có một thể pháp lâu năm và cao tay thì cũng chưa chắc biết được cái công thức vô cùng tàn độc này. Vi giật đầu nhìn bà ta à cầm lấy tờ giấy trong tay với một nét mặt lúc nào cũng khá là lạnh lùng. À khẽ cúi đầu nói với người đàn bà bí hiểm Cảm ơn cô. Bà ta liền khoát tay không trả lời rồi bảo Vi ra ngoài. Vì nhìn thấy thái độ của bà ta như vậy thì cũng khẽ gật đầu rồi trầm rãi toàn quay bước bỏ đi nhưng ngà sừng nhớ ra chuyện gì đó cho nên quay về nhìn người đàn bà lễ phép cúi đầu rồi nói cho quên mất cho gửi tiền cô nhưng mà người đàn bà lúc này liền xua tay trầm giọng trả lời không vội khi nào mà đợi cô thành công quay lại đây lúc đó mới tính chưa muộn bây giờ thì về đi ta cần phải nghỉ ngơi Nói xong thì người đàn bà cũng quay lưng rồi xếp bằng hai chân vào nhau trong tư thế đăng thiền. Vì thấy phản ứng của bà ta như vậy thì cũng thôi không muốn làm phiền cho nên cô nhanh chóng bỏ ra ngoài. Nãy giờ Ngọc ngồi ở bên ngoài chờ đợi nhưng tâm trạng vô cùng sốt ruột cho nên vừa trong thiết vi bước ra cô ngay lập tức chạy tới bấu chặt cánh tay của ả à ta rồi nói Sao rồi thầy nói sao? Về nhà đã rồi tính, Phi trả lời thật nhanh một câu lạnh lùng rồi quay người bỏ đi trước. Ngọng trông với thái độ của bản thân như vậy thì cũng thôi không muốn hỏi nữa. Vì cô ta thừa hiểu tính cách của Vi cho nên cũng đành nối gót theo sau. Mặc dù trong lúc này đang rất tò mò, hoang mang sau khi nghe thấy những lời của người đàn bà kia nói. Ở trong căn phòng âm u của người đàn bà lúc này, sau khi Vi vừa đi ra khỏi, bà ta cũng từ từ xoay lưng ra ngoài cửa miệng khép mỉm cười tự nói một mình rồi bà cũng phải bại dưới tay của ta mà thôi sau khi trở về nhà vi lập tức gọi điện cho hưng xác định thời gian hắn còn ở tỉnh bao lâu nhận được câu trả lời của hưng khiến cho vi an tâm mà thực hiện kế hoạch của mình đến lúc mày nên biến mất khỏi cuộc đời tao rồi đấy con quỷ xấu xí vi vừa nói thầm trong miệng vừa mỉm cười một mình sau khi đã cho con búp bê uống máu suy nghĩ đến việc sắp thoát khỏi được nó mà thấy nhẹ nhõm trong lòng rồi ngủ tiếp đi chắc có lẽ do ả à đã quá mệt đến tối ngày hôm sau vi lại tiếp tục gọi điện cho ngọc nhà cô ta chờ mình đi công việc ở một nơi ngoài vùng thành phố ngồi trên xe vì không kiềm chế được sự tò mò mà hôm qua vi còn chân chịu nói cho nên ngọc mới liếc mắt đánh sang nhìn ả à. rốt cuộc là sao hả mày hôm qua bà thầy đó nói với mày như thế nào như nào là như nào Thì cái chuyện Ngọc nói đến đây thì đột nhiên im bật Dường như đang sợ hãi khi nghĩ đến chuyện đó ngược lại Vi rất là bình thản À khẽ nhếch mép mỉm cười nhìn Ngọc Trước đó mày nghe làm sao Thì nó như vậy mày còn hỏi tao Ngọc đang bận lái xe Nhưng khi nghe câu trả lời nhẹ tinh Của con bạn thân Thì bất giác ngó sang nhìn Vi Cô ta thoáng dùng mình ấp úng Mày mày định làm thật sao hả Vi lại cười khuôn mặt của ả à lúc này lạnh thanh không có lấy một chút cảm xúc. Im lặng một lúc lâu rồi mới bình thản lên tiếng. Ờ. Ừ. Ngọc Thoáng dùng mình có nhìn Vi bằng một đôi mắt đầy sợ hãi. Mày không đùa chứ Vi, giết người đấy. Mày không sợ vào tù sao? Khẩm. Điều ta cần làm là thoát khỏi con quỷ đó ta không sợ. Ngọc lúc này tự nhiên im lặng không nói gì. Chắc có lẽ cô ta tự biết dù có nói gì đi chăng nữa cũng vô ích bởi quá hiểu rõ về con người cổ vi. Ngọc chăm chú lái xe, vài phút sau mới quay sang Vi rồi hỏi, bây giờ mày muốn đi đâu, ra ngoại ô? Vi liền đáp ngắn gọn, tới bãi đất hoang trong khu nghĩa địa gần khu quy hoạch. Ngọc nghe tới hai từ nghĩa địa lúc này mới bắt đầu nổi gai ốc toàn thân, nhưng nghĩ có vị đi cùng thì cũng cảm thấy bớt sợ, cô ta gật đầu rồi nhanh chóng lái xe đến đó. Không nghĩa địa này nằm tách biệt ở đây cách xa với khu dân cư cả vài trăm mét. Cả hai người vừa mới mở cửa bước xuống xe, Ngọc đã cảm thấy dùng mình, cô ta nhíu hút tay của Vi rồi nói. Mày đến đây làm gì? Phi không trả lời mà lên tiếng dục Vào trong đi, rồi tao sẽ nói cho mày nghe. Rất lời thì Vi nhanh chóng bỏ đi trước, à ta không hề tỏ ra sợ hãi, mà kinh như vậy bước đi một cách dứt khoát trong cái không khí u ám rùng rợn của nghĩa địa hoang vắng này đến chính giữa bãi đất trống ngà ta dừng lại ngó về đằng sau thấy ngọc lúc này đang vừa đi tới ngọc vội vàng lên tiếng này mày định vào đây làm gì ở đây có gì để cho mày tìm sao vì lúc này mới níu bàn tay của ngọc kéo về phía của mình à đưa hai mắt đào nhìn xung quanh bốn phía như dò xét rồi mới khẽ nói mày nhớ thầy đã nói gì chứ ồ oh, thế nhưng mà chuyện đó liên quan gì đến chuyện phải vào nghĩa địa giữa đêm tối. Ngọc thắc mắc hỏi, Vì lúc này nhìn chầm chầm vào mắt của người bạn thân, a à ta liền trầm giọng mày phải giúp tao. Thầy bảo cần phải tìm được một người có bắt tự thuần âm, lấy tim của người đó để luyện bùa, khi luyện thành nhất định nó sẽ đánh bại được con quỷ đó. Bắt tự thuần âm là sao? Ngọc tiếp tục thắc mắc nhìn vi, à ta lúc này đôi mắt bóng trần nên sắc lạnh, nhìn Ngọc cất giọng nói kèm theo một hơi thở và dần lệnh bút là tìm người sinh vào ngày âm giờ âm. Ngọc nghe đến đây vội mở tôi đưa mắt của mình. Ngày, ngày âm giờ âm hình như... Trong khoảnh khắc bầu trời lúc này đột nhiên nổi lên một cơn gió lớn lạnh đến thấu xương, mang theo một luồng không khí chít chắc bao trùm đến cả khuôn hết địa hoang vắng đến giận người. Xen kẽ trong tiếng gió rít lên từng hồi chính là điều cười ma mị của Vi. Ngọc bất ngờ gục xuống Ngày mắt cô ta chợt mở to trừng trừng nhìn đăm đăm vào mặt của người thân rồi đưa bàn tay lấy bụng của mình trong cơn đau quằn quại rồi thiều thào mày bay, bay vì lúc này khuôn mặt đột nhiên lại biến thành một màu trắng xã vô cùng đáng sợ A ta nhếch miệng mỉm cười chậm rãi ngồi xuống bàn tay vẫn còn nắm chặt cắn sao không biết đã chuẩn bị sẵn từ bao giờ dùng sức đâm mạnh vào tim người của ngọc A ta liền gằn lên từng tiếng thật là may mắn cho tao có một đứa bạn có bát tự thuần âm như mày chẳng phải đi tìm ở đâu cho nhọc công. Ngọc khuôn mặt tái nhận vì đau đớn, cô ta nói không thành tiếng, chỉ có thể phát ra những âm thanh ngắt quãng. Mày thật độc ác, rồi mày sẽ trả ra. tao có thành mà cũng không buông tha cho mày đâu con khốn. Vì nghe thấy những câu nguyện rủa đó của Ngọc, chỉ tiếp tục nhếch miệng cười lạnh, chứ không làm gì tức giận hay sợ hãi. À còn cố tình cắm vào mối dao vào sâu hơn. Sau đó nghiến rằng chầm chầm vào đôi mắt của Ngọc. Nhìn kỹ cho tao đi Tao đợi mày trở về để trả thù đấy Nói xong Ngài liền lập tức xoay mạnh một vòng Rồi lập tức liên tiếp đâm thêm Mới nhát trí mạng vào người của Ngọc Trong cơn cắt máu điên cuồng phi gần như đã bị ma quỷ sai khiến À ra tay tàn động Không nghĩ đến người đang nằm đó Chính là bản thân của mình Rồi đến khi à dừng lại Thì cơ thể của Ngọc đã mềm nhũn Nằm im bất động trên vũng máu Hai mắt mở chừng chừng chứa đầy oán giận vì đứng im lặng một lúc nhìn vào sắc của ngọc bàn tay của ả à vẫn đang xiết chặt lấy con dao rồi bất ngờ vụt xuống nhắm vào ngay ở giữa lồng ngực của ngọc mật đâm mạnh rồi xẻ một đường dài không nghĩ địa lúc này đang được bao trùm bởi bóng đêm càng khiến cho không gian trở nên lạnh lẽo bầu trời cũng chỉ xuất hiện một vài ngôi sao nhỏ không đủ ánh sáng xoay rõ tội ác ghê sợ của vi à giống như một loại quỷ dữ cầm trên tay trái tim vẫn còn đang dì máu ròng ròng của ngọc mà ả à vừa mòi hết ra cất lên dòng cười ma mị sau đó kéo lề xác của ngọc vào một cái hố mà ả à đã cố tình thuê người đào sẵn từ lúc sáng hòng phi tăng tội ác của mình Sau đó ông dùng bước thẳng ra ngoài xe nhanh chóng leo lên con đường âm u của nghĩa địa mà chẳng thấy có một bóng người nào qua lại vì quay trở về căn hộ của mình chứ không về nhà của Hưng vì à còn đang để con búp bê ma quỷ kia ở đó. Vì ngay lập tức làm theo những gì mà người đàn bà kia hướng dẫn trong mảnh giấy. Đầu tiên là đem trái tim của Ngọc bỏ vào trong lọ thủy tinh rồi là một bàn thờ nhỏ mang cái lọ đó đặt ở chính giữa bàn thờ. Mỗi người phải nhỏ vào đó một giọt máu của mình để trái tim có thể trỗi dậy uất khí khi phải tiếp nhận chính máu của kẻ thù. Điều đó càng khiến cho nó mạnh hơn và tàn bạo hơn. Rồi sau khi đã đủ 49 ngày, công việc cuối cùng là dùng chất dịch mà trái tim đó sau khi phân hủy tạo ra để bôi vào mắt, miệng tai của con búp bê mà người đàn bà bí hiểm kia đã đưa cho Vi. Hoàn thành xong tất cả giai đoạn vì sẽ tiếp lên trên ngực của nó một chữ sát bằng máu của người muốn luyện bùa, thì nó sẽ hóa thành một cỗ máy nhất nhất nghe theo lệnh của người đó. Không những vậy, mà nó còn có một sức mạnh vô cùng gây gớm, không loại buồn nào có thể hạ được nó. Vì sau khi đã thực hiện được tất cả những bước đầu tiên để luyện ra cái thứ mà Ả à đang mong muốn để đánh lại với con cô Man Thong mà Ả à đang nuôi và đang để ở nhà của Hưng, Ả à đàn con búp bê chính cái bàn thờ đó rồi nhanh chóng khóa cửa lại, rời khỏi căn hộ của mình để quay về nhà người tình. Còn về phần của Ngầm, cô Vốn chỉ sống một mình, cũng là một người ham thích đi chơi du lịch cho nên sự mất tích của cô cũng không gây ra bất cứ một sự nghi ngờ nào vì chẳng ai thèm bận tâm đến cả mấy ngày sau đó thì hưng cũng từ tỉnh trở về hắn có nước lại chuyện chuyện nhà thì vi ầm mơ rồi bảo hắn em suy nghĩ kỹ rồi hay là chúng ta cứ ở tạm đây đi khi nào ba mẹ của em về em sẽ dẫn anh tới ra mắt của họ rồi mình bàn chuyện đám cưới cưới rồi thì ba mẹ sẽ cho em một căn biệt thự khác to hơn anh thấy vậy có được hay không Hưng tất nhiên là đồng ý Bởi hắn vốn dĩ không mấy quan tâm đến điều đó Chỉ là do lúc đầu chính Vi là người đề xuất Cho nên chỉ nhắc lại như vậy Những ngày tiếp theo Vi đều đặn cho con búp bê kịp uống máu cầm chừng Trong khi chờ đợi trong luyện thành quỷ Linh Nhi Ở cấp bậc cao nhất Nhưng xem ra cùng một lúc phải nuôi đến hai con quỷ Cho nên sức cổ Vi cũng vì vậy mà giảm sút nghiêm trọng. Hưng nhìn thấy người yêu lúc nào cũng trong tình trạng sinh sao, Hắn mới đâm ra lo lắng rồi hỏi Sau này em có việc gì sao Sao lại nhìn em mệt mỏi vậy Vi chỉ cười trừ rồi đáp Em không sao Chẳng do thiếu ngủ cho nên vậy Không có gì đâu anh đừng lo Hưng ghé gật đầu vì hắn vốn dĩ khá là bận Với cái phòng tranh mà Vi đã đưa tiền cho mình Để mở Cho nên cũng chẳng có thời gian quan tâm nhiều đến việc khác Vậy ngày sau Hưng tiếp tục đi ra nước ngoài để giới thiệu tranh của mình ở một buổi triển lãm lớn. Đối với hắn đây là cơ hội để khuếch trương sự nghiệp Cho nên bất cứ giá nào hắn cũng phải đi Vì lại ở nhà một mình à lúc này đã không còn đủ sức để đi chơi bời bay nhảy Chỉ nằm ở nhà rồi cứ đến giờ là chạy đi chạy lại Để lo hoàn thành cho xong cái chuyện buồn ngài tàn độc của mình Tối vào cái hôm mà Hưng vừa rời khỏi nhà Vì đang nằm thiêu thiêu ngủ thì bóng giật mình Vì nghe thấy có một âm thanh lạ cất lên Tháng đầu đó trong bóng đêm miền tĩnh của căn phòng có một âm thanh tự hồ như tiếng mài dao rít lên nghe từng đợt mấy ngày sau đó vì đột ngột đổ bệnh a à nằm liệt giường với hơi thở mệt nhoài không gượng dậy nổi mặt mày xanh xao tái nhợt vì có lẽ là bị suy kiệt nặng do rút máu quá nhiều trong một khoảng thời gian dài vì cố gắng chịu đựng chỉ mua thuốc về nhà tự uống chứ không dám đi bệnh viện vì sợ bác sĩ giữ lại để theo dõi thì hỏng việc à hết nằm rồi lại ngồi đầu đau như búa bổ nhưng vẫn cứ đến cứ là phải chạy sang nhà mình để tiếp tục rút máu Vì thời gian 49 ngày sắp sửa hoàn thành Từ hôm đó Vi vừa bước chân vào căn phòng kín Nơi có đặt cái bàn thờ nhỏ kia Thì đột nhiên là có một cơn gió lạnh bút không biết từ đâu Thổi thông vào trong người của ả à lạnh buốt. Vì bất giác dùng mình nhưng không cảm thấy sợ Ả à bước tới cho con búp bê đang ngồi im lìm với gương mặt đen xì nhịt nó Đoàn ngước lên quét ánh mắt nhìn vào chiếc lọ thủy tinh có chứa trái tim đang có quắp lại của Ngọc. À giết lên sau kẽ răng. Đã đến lúc mày phải giúp tao rồi bạn thân. Nhưng khi câu nói của à vừa dứt, thì từ đằng sau lưng của à vang lên một giọng nói lanh lành, kèm theo với hơi lạnh như băng phà vào gáy. Muốn tao giúp mày bằng cách giết chết tao à, con khốn nạn. Phi giật mình quay lại, à suýt nữa thì ngã phần ra đất, sau khi nhìn thấy khuôn mặt trắng bạch vì hài hốc mắt đen sì đang nhìn ả à đăm đăm vì hạ hốc miệng đều hoàng loạn khi nhận ra cái gương mặt kinh dị đó không phải ai khác chính là ngọc vì run rẩy mặt cắt không còn giọt máu ai chỉ có thể lắp bắp đường vài từ trong cổ họng mày tại sao mày có thể vào được đây ngọc nhếch miệng cười nhai hàm răng đỏ tươi ngập trong máu ra duyệt trả lời tại sao không mày nghĩ dùng bùa chấn điểm linh hồn tao thì ta không thể theo mày vào đây còn khốn nạn trả lại mạng cho tao ngọc kiều rét lên bằng một âm thanh cao vút đầy tức giận nhưng cô ta không vội mà chỉ đang từ từ lướt tới đưa bàn tay gầy gò của mình ra phía trước như muốn bóp cổ của vi vậy Phi hoàng loạn vội vàng ngồi thụp lại mấy bước nhưng đôi chân của ả à ta lúc này đang run đầy bẩy không trụ được liền té nhào xuống dưới nền nhà ngầm trong thân ảnh vô cùng gớm ghiếc nhưng vẫn đang chừng con mắt trắng dã lên nhìn chằm chằm vào kẻ thù đang lề lết mà kéo toạc luôn khuôn miệng đen ngòm ra cười lên màn dài rồi vào giây phút hồn ma của ngọc đang chuẩn bị lao đến cắm nằm móng vuốt từ bàn tay đen xì vào cổ hầm của vi thì đột nhiên con búp bê đang ngồi trên bàn thờ liền cự mình nó phát ra một tiếng kêu như trẻ con đang cười rồi nhanh như cắt xa xuống con búp bê lúc này có thể cười động được như một con người nó phóng lên đèo bám vào trong cái thân ảnh của Ngọc mà điên cuồng cấu xé. Vì vẫn đang trong tình trạng vô cùng hoảng loạn, còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì, thì chứng kiến cảnh tượng đó đã thấy tiếng rú lên đầy man rợi của Ngọc. Buông thao ra, đồ con quỷ! Nhưng nghe tiếng kêu của cô ta cũng dần tắt liệp đi, vì miệng của con búp bê kia đang gặm nhấm lít từng đợt uất khí mà hồn ma của Ngọc đang tỏa ra rồi sau đó thân nành của Ngọc từ từ mờ nhạt đi, biến mất hẳn vào trong khoảng không âm u trước mặt, không để lại một chút vết tích nào cả. Vì lúc này vẫn còn chưa thể hoàn hồn trở lại, à ta vẫn ngồi bệt ở dưới nền nhà mà thở dốc. Mồ hôi túa ra đầm điệt, thật khắc xa với dáng vẻ lạnh lùng tàn nhẫn khi mà cầm rào xuống giết chết người bạn thân của mình. Không gian trong phòng lại quay trở về với sự im lặng, cho đến khi vị thấp phần nào ổn định lại được hơi thở, thì con búp bê quay trở lại ngồi ngay ngắn trên bàn thờ từ lúc nào, như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Vì sau một hồi chấn tĩnh, thì ả à cũng chậm dại đứng lên, và không còn sợ nữa, vì ả à biết được rằng chính con búp bê quyền này đã được hồn ma của Ngọc đưa đi. Ả à nhìn nó nhưng mà thật kỳ lạ là con búp bê vẫn như một vần vô chi với khuôn mặt nhậu nhĩ, không hề có lấy một chút cảm xúc. Vì thoáng nghi hoặc Vì rõ ràng chính mắt của ả à khi nhìn thấy nó tấn công Hồn ma của Ngọc Và bây giờ còn lại thì giống như một con búp bê bằng vải Chứ không có một chút sinh khí Vì cái đứng đó nhìn mà không chớp mắt A à liền buột miệng rồi hỏi Là mày, mày đuổi nó đi phải không? Con búp bê vẫn ngồi yên vị không hề có động thái gì cả nhưng đột nhiên mí mắt của nó khẽ chớp một cái, làm cho vì thoáng bị giật mình đổi lại, nhưng vì đã quen với con búp bê của màn thoảng đang để ở nhà Hưng Cho nên Vi cũng rất nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh À lúc này mới tin vào lời nói của người đàn bà kia Rằng con quỷ linh nhi này thực sự là một món bù vô cùng lợi hại À ta dần trở nên nét mặt lạnh lùng nham hiểm Vì nhách miệng mỉm cười nhìn vào chiếc lọ có chứa trái tim đang sắp sửa không còn nguyên vẹn của Ngọc Rồi tự nói một mình Tất cả sẽ chấm dứt Tao sẽ được tự do vì nói xong thì ngay lập tức xoay lưng bước đi ra ngoài. À vì quá vui mừng mà quên mất luôn mục đích đến đây. Cũng chính vì như vậy mà ta phải trả một cái giá vô cùng đắt. Khi đã chót nhúng tay vào luyện loại bùa chú thâm đồng và nguy hiểm này. Mà cũng quên mất rằng vẫn còn thường hạn một ngày để cho con quỷ Linh Nhi kia uống máu. Đêm đó sau khi trở về căn nhà của Hưng. Sau một thời gian khá dài sống trong mệt mỏi. Cho nên khi vừa bước chân vào phòng ngủ. Vi đã nằm vật luôn ra giường mà chẳng thèm xem đến con búp bê của mình. Vì à cứ đinh ninh mọi chuyện, bây giờ không còn vấn đề gì quan trọng nữa. Nửa đêm Vi đang ngủ say thì à nghe loáng thoáng bên tai có tiếng động lạ. Vì mơ hồ mở mắt, à với tay bận công tắc đèn trong căn phòng ngủ, rồi khi đánh đèn vừa vụt sáng, Vi giật mình kinh hãi suýt ngất tại chỗ. Khi ở trước mặt của ả à là một cái bóng trắng đang bay lả lướt trên không trung, kèm theo đó là một tiếng rên lanh lảnh phát ra từ vòng miệng của nó vì lúc này như muốn á cầu à muốn hét lên nhưng không có cách nào mở miệng được muốn chạy cũng không thể vì toàn thân của à gần như hoàn toàn bị tê cứng từ lúc nào vì còn chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra thì xuất hiện trước mắt của à là một khuôn mặt đầy máu me với hai tròng mắt lồi ra ngoài trông vô cùng kinh dị trong giây phút hoàng sợ tột độ ấy vì mới kịp nhận ra khuôn mặt đó chính là của tuyết nỗi sợ hãi lúc này dâng lên đến đỉnh điểm nhưng vốn bàn tính gan lì và độc ác vì cố gắng chấn tĩnh ả à hít vào một nơi thật sâu nhìn vào bóng đen trước mặt rồi quát cút đi mày tưởng tao sợ mày còn chết tiệt mặc dù cứng miệng là vậy nhưng trong giọng nói của ả à có chút gì đó run rẩy lúc này cái bóng trắng kia đột nhiên biến mất căn phòng lại quay trở về không gian im lặng nhưng nó lại lạnh lẽo đến rợn người Phi ngồi thụp xuống giường và hơi thần nặng nề, nhưng đôi mắt cứ ngó láo liên với một tinh thần cảnh giác cao độ. Một vài phút trôi qua không nhận thấy có thêm bất cứ chuyện gì bất thường, vì đinh ninh là hồn ma của tuyết đã rời đi, cho nên là bắt đầu buông lòng cơ thể của mình, a à, tư nói thầm trong miệng. Chắc chắn là do con búp bê đã giúp mình, nhưng mà như vậy mình cũng không thể nào giữ nó lại, không thể nào cứ mãi làm nô lệ cho nó à ta vừa nói vừa thở ngắt ra một nơi rồi nằm vần ra giường nhắm mắt lại tiếp tục ngủ nhưng khi vừa quay mặt vào bên trong vách thì bỗng có một khuôn mặt gây sợ xuất hiện đối diện gần sát mặt của mình một dòng cười thê thê cất lên trong căn phòng ngột ngạt đầy mùi tử khí là là khuôn mặt của tuyết khuôn mặt nhốm đầy máu với hai hốc mắt sâu ngoắm đang nhìn vi à ta hét lên một tiếng thất thanh rồi phóng vội xuống giường miệng lắp bắp không không Tuyết trong thân ảnh tàn tà tứ chi đều bị gãy lìa, đang trong tư thế siêu vẹo khập khiến từ từ bước tới chỗ của Vi. Tuyết nhẹ cái miệng đầy máu ra cười lên lanh lành, rồi nghiêng nghiêng cái đầu nhìn Vi rồi nói, Tiện nhân, mày phải trả mạng cho tao. Vi cứng ngọng ngạt tan lúc này vì đã quá sợ ngại đến mức không thốt được thành lời, chỉ biết đứng chết chân một chỗ đối diện với Tuyết. Nhờ ngày đúng vào lúc hồn ma của tuyết đang vườn cánh tay gầy guộc của mình đánh bấu vào cổ vi thì đột nhiên ả lại nhớ ra con búp bê cho nên lập tức đưa mắt về phía đó rồi hét lên cứu mẹ với mẹ sai rồi mẹ không nên có ý định bỏ rơi con mẹ hứa sẽ nuôi con con làm ơn cứu mẹ với nhưng tiếng thét của anh nhanh chóng bị tức nghẹn vì khi bất ngờ có một bàn tay ai đón lạnh toát bấu chặt vào cổ của mình siết mạnh vì cố gắng dùng tay của mình cua quào vào khoảng không trước mặt. Nhưng bàn tay của ai à chẳng chạm vào thứ gì, hô hấp lúc này dần dần bị bóp chặt vì dãy ruộng trong đầu đớn. Rồi vào giây phút nào sắp trù không nổi nữa, thì trước mắt của ả à hiện ra khuôn mặt của con búp bê ma quỷ kia, chứ không phải là hồn ma của tuyết. Hai con mắt của nó mở chừng chừng chẳng chịt những tiên lửa giận dữ hiền vi, với một khuôn miệng đầy máu phát ra âm thanh lành lành. Mẹ à, xuống địa ngục đi. Cả căn phòng lúc này chỉ còn nghe tiếng cười ma quái phát ra từ miệng của con búp bê, giọng cười của nó càng nhanh dần thì hơi thở của Vi cũng từ từ tắt hẳn. Về ngày sau đó, người phát hiện ra xác chết của Vi tất nhiên là Hưng, sau khi hắn đã xong việc trở về nhà. Cảnh sát cũng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, vì nghi ngờ có kẻ lạ đột nhập vào nhà để ám hại. Vị chết trong tư thế hai mắt mở chừng chừng cái miệng há rộng ra và đang cố kêu gào trước khi à về kết thúc cuộc đời của mình hưng lại được mời về hoài cung thêm một lần nữa nhưng hắn khẳng định hoàn toàn không biết gì cả với lại hắn cũng có bằng chứng ngoại phạm rõ ràng là đi công tác có biết bao nhiêu người làm chứng nên cảnh sát mới để hắn về nhà mà không làm khó dễ gì sau khi bên pháp y vào cuộc để tìm hiểu nguyên nhân cái chết của vi Họ đưa ra công bố là do chính Vi tự dùng dao đâm vào ngực của mình vì ở hiện trường không có dấu hiệu gì bất thường và chỉ có duy nhất một dấu vân tay của một mình ả à tha chứ không còn của ai nữa. Họ còn tìm thấy một con búp bê bằng vải đá cũ nằm bên cạnh sắt của Vi. Còn búp bê có một khuôn mặt đen xì với một đôi mắt sáng quắc lên trông vô cùng kinh dị. Cảnh sát cho rằng nó không có gì liên quan đến họ cho nên mới định mang nó đi vứt bỏ nhưng trong số đó có một nhóm người trong tổ đội chuyên phá những vụ án tâm linh. Họ nhận ra cây chết của Vi có liên quan đến buồn ngài, cho nên giữ lại con búp bê rồi mang về nghiên cứu. Và họ cũng biết đây là thứ buồn ngài của một người đàn bà bí ẩn làm ra. Bởi bà ta biết chính là đối tượng mà họ đã cất công tìm kiếm và điều tra trong suốt bao nhiêu năm trời, nhưng vẫn chưa thể nào bắt được. Hưng sau cái chết của người yêu, hắn cũng tự nhiên thay đổi. Con người trở nên trầm tính ít nói, và cũng ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Hắn bỏ luôn nghề vẽ, ngày ngày chỉ ở trong nhà nhìn ngắm thứ gì đó, thỉnh thoảng nước mắt lại rơi trên khuôn mặt lộ rõ nét đau thương mà mãi sau này. Mới có người biết thì ra là hắn luôn ôm lấy hình ảnh của tuyết vào lòng mà ngày đêm ngắm nhìn tiếc thương. Rồi vào một ngày mưa rông tầm tã, người ta phát hiện ra hưng nằm gồng chết trên giường, trên tay lại còn lấy một con búp bê bằng vải đất sần cũ con búp bê này lại đặc biệt hơn con búp bê khi được phát hiện nằm bên cạnh sát cổ Vi. Bởi vì ở trên ngực cổ của nó có thêm một chữ sát. Cho đến cuối cùng thì cái chết của Hưng vẫn còn là một điều bí ẩn. Chỉ thấy khuôn mặt của hắn hiện lên một nét mãn nguyện điều gì đó với một nụ cười vô cùng khó hiểu. Vài tháng sau đó, 12 giờ đêm, trên con hẻm nhỏ ở nội ô thành phố, có hai bóng người đang đi về phía đối diện nhau rồi khi chạm mặt một người nhìn người kia mỉm cười cất giọng xa xăm, lạnh lùng bằng giá. Bà vẫn như xưa, hơn một trăm năm rồi vẫn mãi mãi ở dưới tay của ta không ngóc đầu lên được. Vốn dĩ ta định nhờ tay con đàn bà nhăm hiểm kia để thử xem bảo bối của bà thế nào, ai ngờ nó quá ngu xuẩn. Người còn lại gặm mặt nhìn xuống, đôi mắt luồng hẳn về tức giận nhìn người kia rồi trả lời. Bà đừng có vội đắc ý, Bà hơn ta nhưng mà mãi mãi vẫn không thể duyệt được ta. Được, cứ chờ mà xem. Bóng dáng của hai người tiếp tục đi qua nhau nhẹ nhàng như hai con người không có linh hồn rồi từ từ khuất nằn vào trong đồng thành phố mang để bí ẩn cho đến cuối cùng. Cũng không có ai biết được họ là ai và đã tồn tại ở đây từ bao giờ. Nhưng có một điều những thứ buồn ngài mà họ làm ra đó chính là cấm thuật được học cùng một người Nghĩa là hai người đàn bà này đều có chung một xuất thân Nhưng vì lý do nào đó mà họ biến thành thù địch Quá khứ đó liệu một lần nữa có quay trở lại hay không Và họ rút cuộc có mối thù không đội trời chung như thế nào Điều đó cần phải quay ngược lại thời gian Cũng ở ngay dưới lòng thành phố này Vào 100 năm về trước xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo